Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nay mình đi chợ mình mua được con gà tre nè cả nhà. Nay mình nấu cháo gà. Ở đây mình có dưa leo với cà rốt với hành tây, hồi mình bào ra mình trộn gỏi. Nay có rau thơm, đậu húng với rau gầm. Nay có hành lá. Rồi có đây có nấm rơm nữa. Mời cả nhà vào bếp với mình nha. Rồi, mời cả nhà vào bếp nha. Đây mình đi rửa nấm rơm luôn nha. Rửa nấm mình cho ít muối vô mình ngâm. Ngâm nha, ngâm chút xíu rồi mình rớt ra mình rửa lại. Định gan gạo cho em hả em? Rồi ngâm gạo cho em nấu cháo. Nấu cháo là gan gạo ở nhà. Cháo mà gan gạo lên nắng thôi. Nước cũng sôi mình cho ăn gà cho luộc thôi nha, nấu cháo luôn. Đây mình bào cà rốt ra luôn. Cà rốt ra là hồi mình bào ra mình trộn gỏi. Mình nay mình nấu cháo gà mình bóp gỏi bằng cà rốt với dưa leo cả nhà. Nay mình đổi khẩu vị, thường thường thì trộn bằng bắp cải. Hành vật với hành đó. Của hành tây. Cải mình xúc xong rồi mình xúc ra luôn. Gạo mình ra nó giờ chắc như vậy cũng được rồi cả nhà. Tắt bếp đi. Cà rốt mình sắc xong rồi, sắc dưa leo luôn. Dưa leo mình làm gỏi mình bỏ cái ruột vô nó mềm. Mình sắc ra cái nhỏ thôi. Sắc dưa leo xong rồi nhà mình sắc hành tây luôn, rồi mình trộn chung hết. Giờ gà cũng chín mình chở ra cho nó chín bên bề kia đó nha. Giờ gà chín ở nhà cho mình gấp ra không? Đây mình pha cái chén nước trộn gỏi luôn đó nha. Mình dắt chanh vô. Cho chanh vô, cho tỏi ớt vô luôn. Thì ra anh vớt ra anh cho gạo vô nấu cháo đó nha.
mình cho ớt vô luôn, mình chặn gỏi luôn. Hai nước trộn này có ớt, có tỏi, rồi chanh rồi vô nữa nó thơm. Bây giờ mình trộn gỏi luôn đó nha, trộn trước đây cho nó thấm. Rưới lên cho nó đều. Rưới mình trộn lên, rưới lên nữa. Trộn lên nó thơm lên quá. Đây mình trộn cho thơm vô luôn. Cắt nhuyễn nhuyễn ra cho nó thơm. Nhuyễn nhuyễn này thơm quá trời, rau răm với quế nữa thơm. Tới bụng rồi đó, nghe mùi tới bụng rồi đó nha. Vì gà xé gà luôn cả nhà. Dạ, còn nóng quá. Nóng quá. Đâm mới ớt cho nè. Đâm mới ớt phụ đi con. Đây mình bắt chảo lên, nó cũng dầu cũng nóng rồi nè. Đây mình phi hành luôn. Phi hành rồi bỏ vô cháo cho thơm. Cái cháo là mình phi hành vô nha nè. Mỗi vị cháo nó thơm lắm, ngon. Giờ em cho nấm vào nồi cháo cho nó ngọt nước luôn. Giờ em cho gỏi vô gà luôn, trộn lên luôn. Bây giờ em cho mình phi vô nha. Phi bỏ vô thơm. Cho lá vô luôn. Có mấy góc hành cho vô. Đó, cháo ngon quá. Ngon quá. Ừ. Em muối ớt. Ừ. Quá đã.
Cà rốt ngọt ngay chọn hơn, chọn gỏi có đường không ngọt. Lắm ăn ngọt quá. Là con để ra đây nè. Nó thịt ăn đây rồi múc múc cháo từ bổ nó ăn cho nóng. Không đang ăn chuyện mưa rồi. Hôm nay trời mưa chỗ mát quá rồi, ông non ông hàm ông nóng quá rồi, mưa đám thì chỗ mát. Trời mưa có hơi ồn chút xíu, cả nhà thông cảm, cả nhà đang ăn mà mưa rồi. Đây em biến cái ghế mà. Cháu đêm vừa ăn quá. Này gỏi cũng ngon, cháo cũng ngon. Thằng Quyết không? Quyết mà mề gì đó, con ăn nào con ăn đi. Cả nhà ồn quá, cả nhà cảm nhận.
Bữa trưa bữa không? Chiều này mẹ rước thấy giỡn với bạn nào á? Giỡn bạn gái nào á? Chung lớp không ta? Bye. Bye.